phân 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 phân. Ủa hệ xe xe đua mà sao này nó phải kêu là meo 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 đâu mới đúng nha. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Nakrut với trang phục thứ nguyên vệ thần nha các bạn. Thì sau khi mà một thời gian mình cày thuê và một thời gian mình làm clip trên những cái nick mà mình mới mua ấy, thì bây giờ mình quyết định vào cái nick của mình để làm clip cho anh em xem nha. Một cái nick có khá là nhiều cái trang phục xịn sò con bò nha các bạn. Đặc biệt là mấy trang phục thứ nguyên vệ thần mình có quá trời luôn các bạn ạ. Chuẩn bị làm một cái liên khúc gọi về những trang phục VIP cho các bạn xem nha. Tại vì nick của mình đa số là có những cái trang phục đẹp các bạn ạ. Yo kèo, đầu tiên thì phải tới một cái trang phục rất là xin xò nha các bạn. Đó chính là thứ nguyên vệ thần giàu vãi. Trời ơi, giàu đâu mà giàu. Này là bình thường thôi. Quá là bình thường các bạn ạ. Đó, chắc thường thôi vậy chứ. Ai lại bảo, ơi giời ơi, mình giàu lắm, mình như nào thì người ta lại cười cho. Người ta bảo là cái thằng này gọi là khoe của đồ các thứ các kiểu các điều. Cái này bình thường các bạn, không có gì đâu khó à. Trang phục Na Thứ Nguyên này, vị thần này thì nó ra tới hai lần rồi các bạn. Hai lần sự kiện. Một lần đầu thì năm ngoái. Còn một sự kiện vừa rồi thì cũng mới gần đây thôi. Anh em mà muốn sở hữu trang phục này thì bây giờ có hai cách. Một là mua nick có sẵn trang phục. Còn hai là đợi sự kiện nó ra. Mà đợi khoảng tầm cỡ một năm nữa là sự kiện nó ra nha các bạn. Wow. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Khi mà ra sự kiện thì các bạn chỉ cần bỏ từ tầm 2 đến 3 triệu thôi là có thể nhận được cái trang phục này rồi nha các bạn. Ui giời ơi, chơi nào. Một trang phục rất là rẻ nhưng mà đẹp các bạn ạ. Nhầm, đắt nhưng mà đẹp chứ quên. Mẹ 20 triệu mà bảo rẻ đó thì người ta lại cười vào mặt cho. Ôi. Yeah, phèo. Ôi giời ơi, ông kia ông ăn mạng tiêu rồi. Kỳ thế cái chữ lệ. Trời ơi, bị đấm rồi, kinh quá cơ chứ. Kinh, ghê quá trời. Nào, vào đây, lấm lúa nó nha các bạn. Nào bro hả, bro đây, bro Senko. Thôi, giờ đi đánh đấm làm cái gì. Thấy nàng cà rốt, thứ nguyên, xác định luôn. Anh em chơi na cú up, anh em chơi na không có được hay, anh em chơi na cực kỳ tệ. Hãy sử dụng cái trang phục thứ nguyên vệ thần và kết quả. Thật sự ra mà nói thì chơi những cái trang phục bậc S ấy, ví dụ B-Boy hay là MVP các thứ các kiểu ấy. Các bạn sẽ nhận xong rồi các bạn chơi cái trang phục thứ nguyên vệ thần xong các bạn sẽ nhận ra một điều là có trang phục xịn sò nó khác bọt hoàn toàn các bạn ạ. Trời ơi, có trang phục này nó thiệt với các bạn, múa nó không có bị khựng đâu. Cái thứ nhất không bị khựng, cái thứ hai là các bạn không có bị đâm đầu vào tường. Đó, cái bức tường á nó gọi là kiểu giống vẫn như vậy. Nhưng mà mình sử dụng cái trang phục kia nó không lướt được qua tường. Nhưng mà riêng trang phục khoảng cái này bạn bay quá lượn. Đấy, trang phục kia là nó gọi là nhảy thôi. Còn cái trang phục này nó sử dụng khinh công nha các bạn. Anh bạn à đấy chứ. Ôi giời ơi. John ơi, 1, 2, 3 chơi. Pam, chơi nào. Rúng rún nha cưng. Lấm đen liền. Nếu ai bạn mày à? Ui giời ơi, thanh niên crack gắt quá. Sao lại gắt thế nhở? Mình cứ tình cảm thế nào? Game thôi mà. Căng quá trời. Ai nói mày đúng không? Ui giời ơi, căng. Binh Chi Linh à? Ui giời, lại Binh Chi Linh nữa. Trời ơi, toàn là Binh Chi Linh không thế này thì chết rồi. Toàn rồi. Eo. Cái nick này thì rất là lâu rồi. Giờ mình mới vào chơi các bạn. Tại vì các bạn cũng biết rằng là mình chơi cái nick khác ấy, không có thời gian cày cái nick của mình. Bây giờ mình sẽ bỏ hết mấy cái nick kia đi, tập trung vào cày cái nick của mình đi. Tại vì đâu có bạn ai cày thuê đâu mà cày cho người ta. Trời ơi múa kìa. Đấy, ghê chưa. Rồi Điêu Thuyền chết này. Trời ơi Điêu Thuyền. Ôi trời ơi, en chơi nào. Ôi trời ơi, crack ăn mạng à. Hay ta, xịn sò ta. Trời ơi. A đủ. Ghê vãi. Bạn ơi, bạn ghê vãi trưởng ạ. Nhảy. Không, hiệu nhảy không ngon bằng hiệu biến về các bạn ạ. Này, đấy, tách một cái nha. Rồi biến về nó kêu cái tách một cái nha. Đấy, ý giời. Wow. Nào vào đây. Chén. Ôi ra đây bị tách cái này. Tách cái.
thì ứng biến về hơi bị chất lượng nha các bạn. Nói chung là trong những cái trang phục thứ nguyên vệ thần thì Nagaroth vẫn là số 1 đấy các bạn. Ái chà chà, ái chà chà, ái chà chà, ái chà chà, ái ái ao ao ao. Trong tất cả những cái trang phục đẹp nhất của Liên Quân Mobile thì mình thấy rằng Nagaroth thứ nguyên vệ thần là đẹp nhất. Xong rồi tới cái thứ hai đó chính là vị tướng Airi các bạn. Airi Bích Hải là cái trang phục thứ hai đẹp thứ hai á. Cái đó cũng mượt lắm các bạn. Trời ơi trời, nó múa nó dã hai con ngàn luôn đó. Đó là trang phục thứ nhất và thứ hai. Còn theo các bạn thì các bạn thích trang phục nào nhất thì mình cũng không biết nữa. Còn mình thì mình thấy là như thế đấy các bạn. Wow, trời ơi, trời ơi, trời. Đúng là có tiền nó có khác biệt liền ha. Thôi chơi trang phục bình bậc S bình thường thấy nó gọi là quá bình thường, nhưng mà khi mà vào bậc SSS nữa thì thôi đá lắm nha các bạn. Bậc SS thì mình thấy nó cũng bình thường, nhưng mà có một số trang phục bậc SS hữu hạn thì cũng rất là chất lượng. Wow. Chơi nào. Vô kèo lắm lúa. Murat kìa. Ê, anh Murat. Bay. Ui giời ơi, tưởng chết rồi chứ, hên thế. Không chết các bạn ạ. Đuổi ăn được cả mình cơ đây á. Căng quá nhờ. Không có đâu, không cho đâu. Mình hỏi các bạn coi đầu hàng chưa, nhanh còn kịp ấy chứ. Tại vì hiện tại bây giờ là 7 phút rồi. Chiu. Én. Khi mà mình sử dụng những cái trang phục xịn sò ấy thì động lực mình chơi con tướng nó sẽ tăng lên. Và cái quan trọng mình cảm hứng để mà chơi cái con tướng đó nó cũng tăng lên các bạn ạ. Khi mà các bạn có một cái cảm hứng thì các bạn chơi kiểu giống như là nó rất là thăng hoa, nó sung sướng, ý là sung mãn đầu các thứ kiểu là điều á. Là đánh rất là phê. Ý, nôi kèo. Với lại cái trang phục này thì mình cảm thấy cái chiêu 2 của nó thật sự là dài hơn sao á. Thấy nó chiêu 2 của nó dài lắm. Nó lướt qua nó chém quẹt một cái nó dài, mình nhìn nó đá gì đâu, chiêu thức nó to, phê. Vô cùng nha. Từ từ win anh em ơi. Trời ơi. Nhây xíu đi ha. Xong rồi win ha. Nói chung là bèo bèo nhèo cũng phải mười mấy phút đi chứ. Mới có 8 phút mà win thế này thì clip nó buồn lắm, nó ngắn lắm. Nhiều bạn lại không thích đâu. Nhiều bạn nó thích clip dài cơ. Thích clip mà mình phế vật cơ. Đấy, xong rồi thấy mình phế vật cái bắt đầu chửi đồ cơ. Thích mấy kiểu đấy cơ chứ còn xanh như bánh xe bò thế này. Mà bất tử gánh tem này nhiều người không thích đâu. Chơi nào. Ô anh A Thu. Ê, anh trai. Ừ, không chạy nha các bạn. Thử nhây với nó một tí này. Ý, đánh đi nào. Đúng rồi. Nào. Dí đi. Nào, dí này. Đầu xanh quốc qua vị tướng A Thu cho các bạn xem luôn nha. Cho mọi người xem là vị tướng A Thu chỉ là con tép bám mép con mèo thôi nha. Này, đánh này. Mình phang bạn luôn này, hồi nãy giả bộ chạy đó bạn ơi. Bạn tưởng bạn đủ sức đấu với mình sao ấy? Bạn dí đồ. Đá các bạn ơi. Nhảy đã. Anh em đừng có win sớm nhá. Chờ xíu đi, mới có 9 phút à. Trận đấu mới diễn ra được có 9 phút thôi. Ít nhất phải 10 phút rồi chúng ta win cũng được, không sao hết. Cho các bạn nó gọi là có một cái cảm giác gọi là bất lực, lực bất tòng tâm. Ui cảm giác đó khó chịu lắm. Biết là chơi sẽ thua, đâm ra là kiểu như họ nán chán nản không muốn chơi nữa, gọi là cảm giác lực bất tòng tâm. Quá trời là phê luôn rồi. Ê. Chiu. Ô kìa. Vãi trưởng ạ. Yo kèo chém nè. Ba. Chơi tốc con nhà bà biến nè. Rồi. Sợ quá. Sợ quá trời chạy luôn nha chị. Yo bị cao tu quân con ngồi. Ui ôi có mạng nữa. Double kill. Thôi xong.
Xong rồi, tem bạn xong rồi. Không còn cơ hội dành cho tem bạn gỡ gạc nữa rồi. Thôi, thắng rồi các bạn ơi. Mình sẽ kết thúc trận đấu luôn nha. Vâng, đồng đội tem mình chửi tem bên kia là lũ ngu luôn ạ. Ui, căng thế. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của mình nha. Mình xin dừng video ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc mọi người xem clip vui. Bye bye.